Xin chào các bạn, hôm nay ra vườn xem cái mít này quả nó chín chưa các bạn. Đây là cái mít Thái mới trồng được có mấy năm đây các bạn này. Quả rất là nhiều. Không biết có quả nào chín chưa. Mít trồng phục vụ gia đình thì cứ phải chín thì mới chảy các bạn ạ. Mới hái xuống chứ không chảy xanh như là người ta bán ở ngoài thị trường. Đa phần là mít xanh, người ta về người ta nhúng thuốc, người ta giấm cho nó chín các bạn. Còn nhà lông là cứ phải ra vỗ ở cây này, nếu mà thấy chín thấy mùi thơm thì mới chảy các bạn. Mít Thái này trồng rất là dễ, mua những cái cây ghép rồi về trồng ấy thì 2-3 năm là rất là nhiều quả các bạn. Những quả này thì vẫn còn xanh các bạn, chưa quả nào chín, chắc phải một thời gian nữa nó mới chín các bạn. Đấy, quả rất đẹp các bạn này, không bị sâu nhá. Mấy quả màu lâu lâu ở phía bên kia thì chắc là sắp chín rồi các bạn. Còn những cái quả màu xanh này thì chưa chín. Đợi nó chín thì mình hái về mình ăn nó mới ngon. Chứ nếu mà vặt xanh về ép nó chín thì ăn nó không ngon đâu các bạn. Bất kể loại hoa quả gì, nói chung cứ phải chín cây. Đông sướng cái là hoa quả nhà tự trồng. Cứ khi nào thấy chín thì bắt đầu là ra vặt về, ra hái về. Không phải ăn mít xanh bôi thuốc để kích thích cho chín như là các bạn ở phố. Các bạn ở phố nhiều khi là ít khi được thưởng thức những quả mít chín cây lắm. Đa phần là khi già như thế này thì thương lái người ta đến vườn người ta vặt, là người ta về người ta rúng thuốc làm cho nó chín. Còn đối với anh nông dân là cứ khi nào chín ở trên cây là ra thu hái về, thưởng thức những hoa quả tự trồng, không có hóa chất, không có những cái thành phần kích thích. Những cái quả lâu lâu này thì chắc là cũng sắp chín rồi các bạn ạ, chỉ một thời gian nữa là chín thôi, quả không được to. Đối với những cái quả mà nó méo mó như này, khi mà nó còn nhỏ chúng ta vặt chúng ta bỏ đi là tốt nhất. Giờ lại đầy ông phi trên cây lúc này 2, 4, 6, 9 quả các bạn ạ.